Lại nữa, xá lợi tử, khi tu hành tinh tấn ba la mật đa các đại Bồ Tát, tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí để tu hành tinh tấn ba la mật đa, không xen lẫn tác ý của thanh văn và độc giác, dùng vô sở đắc làm phương tiện, gìn giữ thiện căn này cùng các hữu tình bình đẳng hồi hướng quả vị vô thượng Chánh đẳng Bồ đề Khi tu tinh tấn, Bồ Tát siêng năng tu học hạnh khó hành bố thí, đó là áo giáp đại công đức bố thí ba la mật đa. Khi tu tinh tấn, Bồ Tát siêng năng gìn giữ tịnh giới, quyết không hủy phạm. Đó là áo giác đại công đức tịnh giới Ba La Mật Đa. Khi tu tinh tấn, Bồ Tát siêng năng tu học hạnh khó hành nhẫn nhục. Đó là áo giác đại công đức an nhẫn Ba La Mật Đa. Khi tu tinh tấn, Bồ Tát siêng năng tu học khổ hạnh hữu ích đó là áo giáp đại công đức tinh tấn ba la mật đa khi tu tinh tấn Bồ Tát sẽ năng tu học tịnh lự đẳng trí đó là áo giáp đại công đức tịnh lự ba la mật đa khi tu tinh tấn, Bồ Tát siêng năng tu học trí tuệ không chấp thủ, đó là áo giáp đại công đức bát nhã ba la mật đa, xá lợi tử. Khi đại Bồ Tát tu hành tinh tấn ba la mật đa như vậy là đã mặc đủ sáu loại áo giáp đại công đức ba la mật đa. Khi tu hành tinh tấn ba la mật đa, đại Bồ Tát tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí thì đối với tướng của sáu pháp ba la mật đa không có sự chấp thủ và sự chứng đắc phải biết Đại Bồ Tát ấy đã mặc áo giáp Đại Công Đức. Lại nữa, xá lợi tử, khi tu hành tịnh lự ba la mật đa, các Đại Bồ Tát dùng tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí. Để tu tịnh lự ba la mật đa, không xen lẫn tác ý của thanh văn và độc giác, giữ gìn thiện căn này, dùng vô sở đắc làm phương tiện cùng các hữu tình, bình đẳng hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà khi tu tịnh lự tĩnh tâm hành thí đoạn tâm và sự san lẫn không còn hiện tiền đó là áo giáp đại công đức bố thí ba la mật đa khi tu tịnh lự định tâm hộ giới làm cho các điều ác không còn hiện tiền đó là áo giáp đại công đức tịnh giới ba la mật đa khi tu tịnh lự trụ định từ bi mà tu an nhẫn không gây phiền cho loài hữu tình đó là áo giáp đại công đức nhẫn ba la mật đa khi tu tịnh lự bồ tát an trụ định tĩnh siêng tu công đức xa lìa các sự giải đãi đó là áo giáp đại công đức tinh tấn ba la mật đa khi tu tịnh lự bồ tát nương vào sự tịnh lự dẫn phát thắng định xa lìa tâm nhiễu loạn đó là áo giáp đại công đức tịnh lự ba la mật đa khi tu tịnh lự bồ tát nương vào các sự tịnh lự dẫn phát thắng tuệ xa lìa những tâm ác tuệ đó là áo giáp đại công đức bát nhã ba la mật đa Xá lợi tử, khi Đại Bồ Tát tu hành tịnh lự Ba La Mật Đa như vậy, thì mặc đủ sáu loại áo giáp Đại Công Đức Ba La Mật Đa, nếu Đại Bồ Tát nào, khi tu hành tịnh lự Ba La Mật Đa dùng tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, thì đối với tướng của sáu pháp Ba La Mật Đa không có sự chấp thủ và chứng đắc, phải biết Đại Bồ Tát ấy mặc áo giáp Đại Công Đức. Lại nữa, xá lợi tử khi hành bát nhã ba la mật đa các đại Bồ Tát dùng tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí để tu bát nhã ba la mật đa không xen lẫn tác ý của thanh văn và độc giác, giữ gìn thiện căn này, dùng vô sở đắc làm phương tiện, cùng các hữu tình bình đẳng hồi hướng quả vị vô thượng tránh đẳng Bồ Đà. Khi tu bát nhã, dù đã bố thí tất cả, nhưng Bồ Tát chẳng hề thấy có người thí vật thí và người nhận đó là áo giáp đại công đức bồ thí ba la mật đa chi tu bát nhã dù giữ gìn tịnh giới nhưng chẳng thấy có sự sai khác giữa giữ giới và phạm giới, đó là áo giáp đại công đức tịnh giới ba la mật đa. Khi tu bát nhã, Bồ Tát nương vào tuệ thắng không mà tu an nhẫn, không thấy có người nhẫn và đối tượng đẻ nhẫn, đó là áo giáp đại công đức an nhẫn ba la mật đa. Khi tu bát nhã, dù quán các Pháp rốt giáo đều là không, nhưng vì lòng đại bi, siêng tu thiện Pháp, đó là áo giáp đại công đức tinh tấn ba la mật đa.

Khi tu bát nhã, dù đã tu thắng định, nhưng quán các cảnh định rốt giáo đều là không. Đó là áo giáp đại công đức tịnh lự ba la mật đa. Khi tu bát nhã, Bồ Tát quán tất cả pháp, tất cả hữu tình, tất cả hành, đều như giấc mộng, như quáng nắng, như ảnh trong gương, như tiếng vang, như bóng nước, như sự biến hóa, như thành tầm hương, ảnh ảo, mà tu các loại trí tuệ nhưng không chấp thủ. Đó là áo giáp đại công đức bát nhã ba la mật đa. Xá lợi tử khi Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa như vậy, thì mặc đủ sáu loại áo giáp đại công đức ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát nào dùng tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí khi tu hành bát nhã ba la mật đa, thì Bồ Tát ấy không có sự chấp thủ và sự chứng đắc nơi tướng của sáu pháp ba la mật đa, nên biết Đại Bồ Tát ấy mặc áo giáp đại công đức. Xá lợi tử, như vậy gọi là các đại Bồ Tát vì lợi lạc tất cả hữu tình nên mặc áo giáp đại công đức. Xá lợi tử, các đại Bồ Tát an trụ mỗi mỗi ba la mật đa, đều tu sáu pháp ba la mật đa làm cho chúng được viên mãn, vì thế nên gọi là mặc áo giáp đại công đức. Lại nữa, xá lợi tử, tuy nhập vào tịnh lự vô lượng vô sắc nhưng Bồ Tát chẳng đắm vị cũng chẳng bị thế lực của chúng dẫn dắt cũng chẳng theo thế lực ấy mà thọ sanh, xá lợi tử. Đây là Đại Bồ Tát đã mặc áo giáp Đại Công Đức Bát Nhã Ba La Mật Đa và có phương tiện thiện xảo Khi tu hành tịnh lự Ba La Mật Đa, lại nữa xá lợi tử. Đối với tịnh lự vô lượng vô sắc dù đã trụ vào kiến viễn ly, kiến tịch tịnh, kiến không, vô tướng, vô nguyện, nhưng các đại bồ tát chẳng chứng thật tế, chẳng rơi vào hàng thanh văn và độc giác mà vượt hơn tất cả thanh văn và độc giác. Xá lợi tử, đây là Đại Bồ Tát, đã mặc áo giáp Đại Công Đức Bát Nhã Ba La Mật Đa và phương tiện thiện xảo. Khi tu hành tịnh lự Ba La Mật Đa, xá lợi tử, vì các Bồ Tát làm lợi lạc cho tất cả hữu tình mặc áo giáp Đại Công Đức như thế, nên còn gọi là Ma Ha Tát. Xá lợi tử, Đại Bồ Tát vì lợi lạc hữu tình mà mặc áo giáp Đại Công Đức như thế. Nên được như lai ứng tránh đẳng giác trong mười phương hằng hà xa số thế giới chư Phật ở giữa đại chúng vui mừng khen ngợi rằng ở phương đó trong thế giới đó có đại Bồ Tát tên vân vân vì lợi lạc tất cả hữu tình mặc áo giáp đại công đức làm trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật thành thục hữu tình an trụ trong các thần thông làm việc đáng làm tiếng khen như vậy lần lượt truyền khắp mười phương trời người nghe được đều rất vui mừng đồng nói chẳng bao lâu nữa đại Bồ Tát này sẽ chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đề đã mong cầu sẽ làm cho tất cả hữu tình được lợi lạc bấy giờ xá lợi tử hỏi mãn tử tử thế nào là đại bồ tát vì lợi lạc các hữu tình nên hướng đến quả đại thừa mãn từ tử, tử nói các đại bồ tát vì lợi lạc tất cả hữu tình đã mặc sáu loại áo giáp đại công đức ba la Mật đa đại vì lợi lạc tất cả hữu tình bồ tát ly dục ly pháp ác bất thiện nhập vào thiền thứ nhất an trụ đầy đủ thì lạc do ly dục xanh